Dạ vâng, Xuân Ngọc xin chào mừng đến toàn thể các anh chị em và các bạn đã đang theo dõi video trên kênh xe máy Xuân Ngọc của mình nha. Mình sửa chữa xe máy và mình kim cả giữ xe. Thì hôm nay cái dây giữ xe máy của nhà mình đã bị đứt. Tiện đây mình nối là mình cũng chia sẻ đến cho các bạn cái cách nối dây giữ xe như thế nào cho đúng, chuẩn, rồi là bền, đẹp, để các bạn có thể là tái sử dụng lại những các cái dây giữ xe của các bạn. Bạn nào mà đang sử dụng cái dòng máy giữa xe như này, tình trạng mà máy không ai bị đứt dây giữa, thì các bạn có thể là áp dụng cái cách nối như trong video của mình. Đây các bạn, cái dây của máy giữa xe nhà mình nó đã bị bục như này rồi. Khi mà dây của máy giữa xe nó bục như này thì nước nó sẽ thoát ra đường này, đồng thời nó sẽ bị mất áp lực của máy. Nếu mà thay sang dây mới thì nó sẽ rất chi là lãng phí. Vậy thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách nối như thế nào để cho bền, đẹp mà lại chắc nữa. Khi mà dây của máy giữa xe của các bạn mà nó bị bục, bị đứt ra như này, các bạn sẽ cắt bỏ cái đoạn bị hỏng này đi. Dây của máy giữa xe sử dụng lâu, hoặc là các bạn tăng cái áp lực của máy nó cao quá, đồng thời nó sẽ bị bục rồi là bị đứt dây ra như này. Khi mà bị đứt một cái đoạn ngắn như này, các bạn thay sang cái cuộn dây mới thì nó hơi phí. Hoặc là các bạn muốn tái sử dụng lại thì các bạn cần phải tốp đầu. Vậy thì các bạn chưa có cái thời gian các bạn tốp đầu cho dây giữa xe, thì các bạn sẽ áp dụng cái cách nối dây như trong video của mình, rất chi là bền và cũng đẹp và chắc nữa. Các bạn sẽ dùng máy mài, các bạn mài cái phần đầu tốp dây này đi giúp cho mình. Các bạn mài xong thì các bạn sẽ lấy cái đầu dây hỏng này ra. Với những các cái cuộn dây giữa xe mới thì nó sẽ dùng máy để nó tốp đầu như này. Và khi mà máy giữa xe mà bị đứt dây như này, các bạn chưa có thời gian để mà đi tốp đầu, mà các bạn thay thế sang cuộn dây mới thì nó lãng phí nhá. Thì các bạn sẽ áp dụng cái cách nối như thế này của mình. Đây, các bạn sẽ lôi cái đầu dây hỏng này ra. Các bạn bỏ đi. Các bạn sẽ vặn chặt cái khóa này lại giúp cho mình. Các bạn sẽ sử dụng những các cái vòng đai như này để các bạn tiến hành các bạn nối và vặn cái dây giữa xe vào, rất chi là chắc, bền và lại đẹp nữa. Các bạn sẽ đưa luồn vào cái đai, vào cái dây giữa xe này. Sau đó thì các bạn sẽ đưa vào cái đầu đuôi chuột này. Các bạn sẽ sử dụng tô vít, các bạn vặn chặt cái vòng đai này lại, đảm bảo cho các bạn là khi mà các bạn áp dụng cái cách nối dây giữa xe như này thì rất chi là chắc luôn, bền mà lại đẹp nữa. Cách này thì nhiều bạn cũng đã biết cách nối rồi, nhưng cũng có thể là nhiều bạn khi mà dây giữa xe của các bạn mà bị đứt thì các bạn đang loay hoay, các bạn cần phải tốp đầu, rồi là có bạn thì phải thay thế sang cuộn dây mới. Thì các bạn sẽ áp dụng như trong video của mình cách nối dây giữa xe như này các bạn nhé. Rất chi là chắc và cũng rất chi là đẹp. Còn bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn tham khảo nhé. Ok rồi, rất chi là chắc chắn.
Như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho các bạn cách nối dây của máy rửa xe, tình trạng của dây mà bị đứt thì các bạn sẽ áp dụng như cái cách nối trong video của mình. Anh em và các bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh nhé. Xuân Ngọc xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, rồi là thành công.